gần bên Chúa. Chúa ơi cho con gần Chúa hơn, gần bên Chúa, phước thay cho người theo Chúa. Gần bên Chúa để con không cảm thấy cô đơn, gần bên Chúa để con yêu Cha nhiều hơn. Con trông mong Cha từ sáng sớm chưa ban chiều, mong tâm linh con gần Chúa mãi không lìa xa. Con yêu Cha luôn vì con được gần bên Chúa. Chúa ơi cho con được gần bên Chúa muôn đời. Dù bao lâu khó nguy hay khổ đau, lòng đời trong Chúa luôn luôn mỗi ngày. Chúa ơi cho con gần Chúa hơn, gần bên Chúa, phước thay cho người theo Chúa. Gần bên Chúa để con không cảm thấy cô đơn, gần bên Chúa để con yêu Cha nhiều hơn. Con trông mong Cha từ sáng sớm chưa ban chiều, mong tâm linh con gần Chúa mãi không lìa xa. Con yêu Cha luôn vì con được gần bên Chúa. Chúa ơi cho con được gần bên Chúa muôn đời. Dù bao lâu khó nguy hay khổ đau, lòng đời cho Chúa luôn luôn mỗi ngày. Dù trong trùng bóng đêm, Ngài luôn ở bên con, gần bên Cha khiến con luôn bình an. Con trông mong Cha từ sáng sớm chưa ban chiều, mong tâm linh con gần Chúa mãi không lìa xa. Con yêu Cha luôn vì con được gần bên Chúa. Chúa ơi cho con được gần bên Chúa muôn đời. Thưa quý vị, ở đây chúng ta thấy rằng lời hứa của Chúa đó dành cho đời sống chúng ta là rất nhiều cái lời hứa tốt đẹp. Lời hứa của Chúa thật là vinh hiển, giàu sang, và Chúa hứa với tôi và quý vị là chúng ta sẽ có một cái tương lai là rất là vinh hiển. Chúng ta sẽ là những người giàu nhất. Đã, Chúa hứa đó. Chúa Ngài vốn giàu có là Ngài trở nên nghèo để chúng ta được giàu mà. Đã, Chúa hạ mình để Chúa cứu chúng ta.
để biến chúng ta từ những người hay chết trở nên những người được sống đời đời. Quý vị thấy không? Đó là lời hứa tuyệt vời. Chúa hứa với tôi và quý vị sự giàu sang, sự vinh hiển, sự phước hạnh, sự bình an và tất cả những cái điều tốt đẹp. Nhưng ngay trên trần gian này, đôi lúc chúng ta trải qua một sự thử thách. Cái sự thử thách đó là gì? Thử thách đó chính là chúng ta chưa nhận được những cái điều mà Chúa đã hứa với chúng ta. Và vì vậy, vì chúng ta chưa nhận được, cho nên có một số người nôn nóng, một số người không có đi trong đức tin, một số người không đủ cái lòng kiên nhẫn, cho nên bắt đầu chúng ta sử dụng thì xác thịt, mà Kinh Thánh gọi là gieo trong xác thịt đó. Ai gieo trong xác thịt thì gặt lấy sự hư nát, và ai gieo trong Thánh Linh mới nhận sự sống đời đời. Và trường hợp của Sarah và Abraham đã như vậy. Trong sáng thế ký đoạn 15 thì Chúa hứa với Abraham rằng là con cháu của Abraham và Sarah sẽ là đông như sao ở trên trời, như các ở bãi biển, quý vị biết. Trong sáng thế ký đoạn 15. Nhưng mà Kinh Thánh trong đoạn 16 thì ghi rằng Sarah vẫn không có con. Chúa hứa trong đoạn 15. Đoạn 15 câu thứ 5. Đoạn Ngài dẫn ra ngoài và phán rằng: ngươi ngó lên trời, và nếu ngươi đếm được các ngôi sao, thì hãy đếm đi. Ngài lại phán rằng: dòng dõi ngươi cũng sẽ như vậy. Và Chúa hứa như vậy. Nhưng mà đến đoạn 16 câu 1, vả Sarah vợ Abraham vẫn không sanh con. Chúa hứa thì hứa mà vẫn son sẻ. Và bởi vì không có con cho nên nàng có một con đòi của Ai Cập tên là nàng Aga, và Sarah đã đưa nàng Aga đến để mà ở với Abraham. Và khi mà nàng Aga đến ăn ở với Abraham thì liền có đứa con trai liền, và đứa con trai đó là Ishmael. Nhưng mà khi mà nàng Aga có con thì bắt đầu lại kêu căng khinh miệt, khinh bỉ bà chủ. Trong câu thứ 4, người lại cùng con đòi thì nàng thọ thai. Khi con đòi thấy mình đã thọ thai thì khinh bỉ bà chủ của mình. Và lúc bấy giờ thì Sarah yêu cầu Abraham là hãy đuổi nàng Aga đi, quý vị thấy. Và từ đó là quý vị thấy là Aga không còn ở với Abraham và Sarah nữa. Aga một mình đi trong đồng vắng nuôi con và vân vân những cái câu chuyện, và cuối cùng trở thành một dòng dõi của Ishmael, cũng trở thành một cái dòng dõi. Nhưng mà cái dòng dõi của Abraham, Isaac và của Ishmael đó là sau này trở thành nghịch thù nha. Như vậy thì chúng ta thấy rất là rõ đó, ngày hôm nay á, khi chúng ta chưa nhận được những điều mà Chúa hứa với chúng ta đó, thì đừng có nản lòng. Có nhiều người nói sao bây giờ Chúa nói tôi giàu mà bây giờ tôi vẫn nghèo. Chúa hứa với chúng ta rằng là chúng ta sẽ được bình an, được phước hạnh, được tất cả những cái điều tốt đẹp mà bây giờ tôi vẫn chưa nhận được. Quý vị nhớ rằng trần gian này chưa phải là tất cả. Vì vậy cho nên những điều mà Chúa hứa với chúng ta, có những cái phước tạm mà Chúa cho chúng ta trên trần gian thì đó là phước tạm thôi. Nếu mà nói một những người theo Chúa trên trần gian này giàu thì cái sự giàu có cũng chỉ là tạm bợ. Chúng ta đừng có coi như cái sự giàu có đó là điều mà Đức Chúa Trời ban phước cho mình. Nó chỉ là tạm mà thôi. Và tất cả chúng ta sẽ thật sự được nhận lãnh khi chúng ta bước vào ở trong nước của Chúa. Và nơi đó chúng ta thật sự là giàu, chúng ta thật sự vinh hiển, chúng ta thật sự phước hạnh, chúng ta thật sự khỏe mạnh. Quý vị sẽ không còn đau yếu bệnh tật nữa. Và như ông Nít trong đó, tôi sẽ có tay có chân, chứ không phải là như ở trong trần gian này không có tay có chân. Quý vị thấy chưa? Và chúng ta ngày hôm nay bệnh tật, quý vị hãy nhớ rằng chúng ta sau này chúng ta sẽ rất là khỏe mạnh, không có đau yếu bệnh tật gì nữa hết. Hãy hallelujah, cảm ơn Chúa về điều đó. Bởi hallelujah. Hứa với chúng ta. Và đừng có buồn. Tại sao mà ông Nít không buồn? Ông Nít không buồn gì hết trong lúc ổng là không có tay có chân. Lý do là bởi vì ông nghĩ rằng ở trong nước của Chúa. Thấy không? Ông nghĩ rằng ông sẽ nhận lãnh được tay chân và ông sẽ là cái người rất là đẹp trai sau này. Và tôi thưa quý vị là tất cả chúng ta sẽ là nhận lãnh được những điều mà Chúa hứa với chúng ta. Chúng ta đều được sống đời đời chứ không phải là sống trăm tuổi đâu. Không phải. Chúng ta sống đời đời mà không có bệnh tật, không có già nữa, thì đó là điều tuyệt vời. Và tất cả những cái lời hứa này Đức Chúa đã hứa với chúng ta, giống như cái lời hứa mà Chúa hứa với Abraham: con ngươi sẽ đông như sao trên trời các bãi biển. Làm sao mà có được? Ngay trong cái đời của ông không có. Nhưng mà tất cả những cái điều đó thuộc về lời hứa trong đức tin. Và ngày hôm nay nếu mà nói con cái của Abraham đó, thì quý vị biết rằng là
rất là đông, là bởi vì tất cả những người theo Chúa đều gọi là con của Abraham. Chúng ta gọi là con của Abraham khi mà chúng ta có đức tin, và chúng ta con của Sarah khi mà chúng ta sống trong đời sống văn phục. À, kinh thánh rồi. Cho nên Sarah và Abraham là biểu tượng của những người tiên phong, những người dẫn đầu. Và Abraham đã dẫn đầu trong đức tin, và tất cả những người theo Chúa bằng đức tin là những con cái của Abraham. Cho nên quý vị thấy mà khi mà ông Lazarus ha, ông chết rồi thì ông được Abraham bọc ở trong lòng ông. Là như thế. Và quý vị có thể nhận ra rằng là ngày hôm nay tất cả những người theo Chúa trên khắp nơi trên thế giới này là con của Abraham. Và lời hứa đó đã được ứng nghiệm một phần. Tôi nói một phần. Còn lại là tất cả những người sau này, quý vị nhớ, ở trên nước trời đó, bây giờ trên đất này giả như bây giờ cũng chỉ có một số người thôi. Giả như bây giờ mình có 1/3 dân số trên thế giới này là con của Chúa đi, thì quý vị biết ở trên thiên đàng này còn rất nhiều những thánh đồ từ xưa đến giờ nữa, và trong tương lai nữa cũng là con Abraham. Như vậy thì đông như sao trên trời, các bãi biển, điều đó hoàn toàn đúng. Chúa hứa với Abraham. Cho nên những gì Chúa hứa, Ngài là thành tín, chứ không phải là Ngài chỉ nói nó ngoa, Ngài nói cho có, không phải đâu. Rồi bây giờ những gì Chúa hứa cho tôi và quý vị cũng vậy. Ngày hôm nay Chúa hứa rằng chúng ta sẽ được sống đời đời. Hãy nghĩ đi điều đó, hãy tin điều đó, hãy hy vọng điều đó, và để chúng ta có thể bươn tới, để chúng ta trung tín với Chúa, để chúng ta nhận được cái sự kêu gọi và tất cả mọi cái phước hạnh mà Chúa dành cho chúng ta. À, những điều đó chưa xảy ra cho chúng ta. Ở trong Hebrew đoạn 11 nó đó, có nhiều người chưa nhận lãnh được cái phần thưởng của họ. Họ chào mừng điều đó từ đằng xa thôi, quý vị đọc trong Hebrew đoạn 11 đó. Họ chưa nhận lãnh được. Tại vì họ ở trên trần gian này, họ bị lưu đày, họ bị bắt bớ, họ bị khó khăn, họ đi ra họ rao giảng, chẳng hạn như Phaolô cũng bị ném đá, rồi bị bỏ tù, rồi bị chém đầu, quý vị thấy. Rồi dân bị lưu đày ở đảo Bắc Mô, Phi-e-rơ bị đóng đinh ngược đầu. Nếu quý vị đọc thì quý vị thấy, nhiều người cũng trải qua những cái đau khổ mà, đúng không? À, nhưng tại sao những người đó rất là bình an? Mình đọc cuộc đời Phaolô, mình thấy ông Phaolô bình an lắm. Ổng không có buồn, ổng trách nó chứ, tại sao vậy chú ơi, con sống tốt, con rao giảng, con làm những việc tốt mà thôi, con đi vào con đường đúng mà tại sao con khổ vậy? Ổng không có thắc mắc cái này. Tại sao con bị tù? Tại sao con bị người ta ghét, bị ném đá? Tại sao con bị người ta tìm đủ một cách để người ta giết? Tại sao? Ổng không có buồn để ông nói câu này. Tại sao quý vị biết không? Bởi vì ông sống bằng đức tin. Bởi vì ông biết rằng bây giờ chưa nhận được, nhưng mà càng chưa nhận được, càng chậm chừng nào đó mà chúng ta phải khổ chừng nào, thì quý vị nhớ là chúng ta sẽ nhận được nhiều hơn. Quý vị nhớ, à, khi mà chúng ta chịu nhiều sự gian khổ, nhiều sự thử thách trên trần gian này chừng nào, thì quý vị sẽ được nhận lãnh nhiều hơn nữa. Cho nên hãy tin tưởng vào Chúa và đừng có nản lòng, đừng có đi trong xác thịt. Và cái sai lầm của Abraham và Aga, quý vị thấy rằng đã chuốc lấy rồi cái sau này con của Ismael và con của và Isaac, dòng dõi Isaac, dòng dõi con của Abraham, quý vị theo con với nhau mà cuối cùng nó chống nghịch nhau. Trở thành hai cái dân tộc mà luôn luôn đối nghịch với nhau và chiến đấu giết hại nhau. Như vậy thì điều đó để nói lên rằng chúng ta không nên đi trong xác thịt. Nếu những gì mà Đức Chúa Trời hứa với chúng ta, tất cả mọi điều đó cứ yên lặng, khi cứ tin tưởng vào Chúa, hãy yên tĩnh, hãy chờ đợi Chúa, như trong Thi Thiên 37 nói. Và như Phaolô nói, tôi biết tôi tin đấng nào và chắc rằng đấng ấy gìn giữ điều tôi đã ký thác cho đến ngày. Và ông không hề buồn, ông không hề bất mãn, Phaolô không có hề bỏ cuộc, không có hề chán nản, gọi là trên cái con đường theo Chúa và phục vụ Chúa, ông không có chán nản. Và ông sắp chết rồi, ông cũng vẫn vui mừng để nói. Ông nói tôi đã trồng một cách tốt lành, đã xong sự chạy để giữ được đức tin. Tại sao ông nói câu này? Là bởi vì ông nói rằng ông nhìn vào trong nước trời, thì ông mới nói rằng ông xong những gì ở trên trần gian này. Và ông rất là vui vì ông đã xong, chứ ông không có buồn gì hết. Ông nói tại sao, điểm đi điểm lại, thấy cuộc đời mình xui xẻo quá, thấy toàn là gặp chuyện gì đâu không. Mình sống tốt mà tại sao không được người ta hầu hạ, không được người ta tôn trọng, không được người ta đảnh lễ, không có được người ta cho mình những cái bổng lộc, hả? Không được gì hết á, quý vị đọc đi, quý vị thấy đó.
Và nếu người nào hiểu đó, như Phaolô thì sẽ vui mừng, còn không hiểu thì mình buồn lắm. Có nhiều người theo Chúa và hầu Chúa ngày hôm nay đôi khi lại ngã lầm, đôi khi nó ủa tại sao tôi hầu Chúa, tại sao trung tín với Chúa mà Chúa để tôi nhiều cái đau khổ vậy. Có một số người và nhiều khi họ thấy chúng tôi coi cũng có trải qua những đau khổ, họ nói ủa tại sao vậy, tại sao Chúa để ông bị đau khổ. Tất cả mọi người đều quý vị biết, những người muốn sống đi trong con đường của Chúa, phục vụ Chúa, thì Chúa đặt chúng ta trong tất cả những cái thách thức, những khó khăn ấy để làm gì? Để chúng ta tin vào Đức Chúa Trời càng hơn, để chúng ta hy vọng vào Đức Chúa Trời. Và nếu chúng ta hiểu được trần gian này là tạm bợ, tất cả đều qua đi, thì quý vị sẽ thấy rằng chúng ta chỉ một cái giai đoạn ngắn để mà chịu khổ, để mà hy sinh, bị người ta lấy một điều dữ nó vu cho, bị người ta ghét mình một cách vô cớ, bị nhiều điều. Chúng ta là những người yếu đuối nữa mà Chúa cho phép tất cả mọi điều để mà thánh hóa, để mà có thể thay đổi đời sống của chúng ta, và cũng để mà chúng ta có cái cơ hội để mà chịu khổ vì Chúa. Ngày hôm nay nếu mà quý vị làm công việc Chúa và được người ta hầu hạ, được người ta cung phụng cho sung sướng, thì tôi thưa quý vị không tốt đâu. Quý vị cứ thấy những người nào mà họ sống mà quá sung sướng đó, được người ta gọi là tôn trọng quá đó, thì tất cả những người đó coi chừng là hư hết đó. Đấy, nhưng mà những người mà họ trải qua những đau khổ mà họ vẫn vui vẻ, họ vẫn chấp nhận những cái gian khổ đó trong niềm tin, trong sự tôn kính Thiên Chúa, thì tôi thưa quý vị đó là những người sẽ được phước. Cho nên xin Chúa cho tôi và quý vị để chúng ta đừng có đi theo xác thịt, đừng có bước đi theo những gì mà chúng ta cho mình là khôn ngoan. Bà Aga bà tưởng là khôn lắm, cho nên bà là người đề nghị với ông Abraham ấy, chứ không phải ông Abraham đâu. Bà đấy bà nói với Abraham, bà nói thôi thì tôi vẫn còn son sẻ trong câu quý vị biết ở trong sách Thế Ký đường 16 đó. Sarah đến và nói rằng này Đức Giê-hô-va đã làm cho tôi son sẻ, vậy xin ông hãy lại và ăn ở cùng con đồi của tôi, có lẽ tôi sẽ nhờ nó mà có con chăng. Abraham bèn nghe theo lời của Sarah. Tự nhiên cái lời này hay quá mà vui quá mà. Lời này có lợi cho Abraham quá mà, cho nên ông ok. Ok, ý của bà đấy nha. Và cuối cùng thì ông Abraham đã đến ăn ở với bà Aga. Abraham ăn ở với Aga là con đòi và sinh ra Ishmael. Như vậy thì quý vị thấy đó, là trong đời sống của tôi và quý vị ngày hôm nay đó, là hãy nhớ rằng bên cạnh cái con đường của Chúa đó có con đường của ma quỷ. Nó để bên cạnh đó, sẵn sàng, giống như quý vị mà đi vô trong này không làm giấy tờ đàng hoàng thì bên ngoài nó có cò bầu đủ thứ đó. Nó có nhiều cái cách đó mà chúng ta có thể nghĩ rằng cái cách đó hay lắm, và chúng ta thường là chúng ta chọn cái con đường tắt đó, nó khỏe hơn, con đường xác thịt cho nó nhanh hơn. Cho nên là bà Sarah bà nó buồn quá, bây giờ Chúa để cho tôi son sẻ, bà buồn lắm và cũng phải bắt mãn nữa. Chúa hứa đâu có thấy đâu, Chúa hứa hoài. Bà nói Chúa có làm gì đâu. Cho nên bà mới một ngày nọ bà mới nảy sinh ra một cái ý rất là khôn ngoan, rất là thông minh đó. Bà đấy mà nói với ông Abraham, và cuối cùng ông Abraham nghe cái lời đó cũng nghe hấp dẫn quá, cho nên ông đã chấp nhận, và cuối cùng đã xảy ra một cái sự việc là sinh ra một cái đứa con mà gọi là theo xác thịt. Và sau đây cái hậu quả của nó không lường được, chúng ta không thể tưởng tượng được. Như vậy thì điều này để cho tôi và quý vị nhận thấy rằng chúng ta cần phải đi ở trong đức tin, chúng ta cần phải đi ở trong cái sự dẫn dắt của Chúa. Và ngày hôm nay có thể chúng ta có nhiều cái sự khó khăn, còn nhiều sự thử thách, nhưng hãy tin cậy vào Chúa đi. Vì Chúa hứa với chúng ta, lời hứa của Chúa thật là tuyệt vời, và hãy cứ tin vào Chúa, đừng bao giờ nản lòng, đừng có bao giờ mà mất cái lòng tin cho đến nỗi rồi chúng ta làm theo xác thịt của mình. Hãy cứ chờ đợi Chúa, hãy yên tĩnh, hãy chờ đợi Chúa, đừng có giận lên như trong Thi Thiên 30-37 đó, đừng có giận lên, bởi vì cơn giận của loài người không có làm được gì hết. Đừng có giận hoảng lên, đừng có thấy nhiều người người ta giàu có quá mình chưa giàu cái mình ấy đi theo cái ý riêng của mình đi xác thịt. Đừng có thấy có nhiều người họ không theo Chúa, họ được cái này cái kia rồi mình lại bắt đầu mình muốn theo ý riêng của mình. Có nhiều người vậy đó, thấy người khác có xe hơi mình không có cái là tìm đủ một cách
người khác giàu có mình không có, mình tìm đủ mọi cách, người khác được cái này được cái kia, người nhiều khen mình không được cái mình cũng làm ra cho để cho được những điều đó. Hãy chờ đợi Chúa quý vị. Đức Chúa Trời có chương trình cho mỗi chúng ta, và nếu Đức Chúa Trời đặt chúng ta trong những thử thách nào đó ở trong trần gian này thì Ngài có ý của Ngài, cái sự khôn ngoan của Ngài, cái chương trình của Ngài đối với chúng ta. Giống như Ngài đã đưa tất cả các tôi tớ của Chúa vào trong những cái khó khăn, khi mà ông Phaolô đó, ông nói rằng ông bị cái dầm sắp ở trong xác thịt của ông, và ông cầu nguyện với Chúa 3 lần để xin Chúa cắt cái dầm sắp đó. Nhưng mà Chúa trả lời rằng là không, Chúa không cắt, ân điển của ta đủ cho ngươi rồi. Và vì vậy cho nên ông Phaolô phải chấp nhận. Có những cái đau khổ, có những điều mà Đức Chúa Trời sẽ để chúng ta ở trong những hoàn cảnh đó, để rồi Ngài rèn luyện chúng ta, để rồi Ngài ban phước cho chúng ta. Và hãy nhớ rằng ân điển của Chúa luôn đủ cho chúng ta. Chúa sẽ ở cùng chúng ta trong những tình huống đó, Chúa thêm sức cho chúng ta, và Chúa cũng đo lường tất cả những cái đau khổ mà chúng ta phải trải qua. Cho nên xin Chúa cho tôi và quý vị để chúng ta hãy cứ tin cậy nơi Chúa. Và chúng ta rất là tiếc nếu mà Sarah và Abraham tin vào Chúa, đúng không? Không đưa cái nàng Aga tới thì có lẽ đẹp ý của Chúa biết chừng nào. Nhưng mà đó là cũng là điều nó đã xảy ra. Cho nên mỗi người tôi và quý vị, nếu mà chúng ta có những cái yếu đuối trong đời sống thì cũng xin Chúa cho mình tha thứ, và mình phải đi trong đường lối của Chúa, mình phải được cái sự tha thứ của Chúa, mình ăn năn để mình nhận cái sự thương xót của Ngài. Và cũng giống như Sarah và Abraham vậy đó, và sau đó họ đã đi trong con đường của Ngài, và cuối cùng Chúa đã ban phước khi mà họ sống một đời sống đi trong ơn lành của Ngài. Cho nên xin Chúa cho tôi và quý vị để chúng ta bước đi trong đức tin, và đừng bước đi theo mắt thấy, đừng bước đi theo xác thịt, nhưng hãy tin cậy nơi Đức Chúa Trời, và hãy tin rằng Đức Chúa Trời là thành tín, những gì Ngài hứa với chúng ta Ngài sẽ làm. Hãy tin điều đó. Xin Chúa ban phước và xin Chúa ở cùng chúng ta để chúng ta hết lòng tin cậy nơi Chúa. Bây giờ chúng ta hướng lòng về Chúa để dâng lên Chúa lời cầu nguyện, quý vị. Chúng ta hướng lòng về Chúa. Kính lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con được cơ hội học lời của Chúa hôm nay. Chúa ơi, cảm ơn Chúa vì Ngài đã hứa với chúng con rất nhiều những lời hứa tốt lành, phước hạnh. Ngài hứa với chúng con sự giàu có, Ngài hứa với chúng con sự sống đời đời, Ngài hứa với chúng con một cơ nghiệp giàu có trên nước của Chúa, vinh hiển, một quê hương tốt hơn ở trên nước thiên đàng. Và chúng con sẽ có một đời sống an bình, phước hạnh, trọn vẹn ở trong Ngài. Vì vậy cho nên Ngài muốn chúng con hãy tin cậy nơi Chúa, cũng như Ngài đã hứa với Abraham, dòng dõi của ông đông như sao trên trời, như các bãi biển. Mặc dầu cái hoàn cảnh là nàng Sarah, vợ của Abraham, vẫn chưa có con, nhưng mà lời hứa đó vẫn đã được thực hiện, đã thực hiện một cách rất là nghiêm túc. Chúng con tin vào sự thành tín của Ngài. Và Chúa ơi, tất cả những điều Chúa hứa, xin cho chúng con tin cậy vào Chúa. Và những ngày tháng trên đất này, xin cho chúng con đừng có sống theo xác thịt, đừng có chọn cái con đường riêng của mình, nhưng chúng con tin cậy nơi Đức Chúa Trời, và chúng con chờ đợi Chúa, bước đi trong ơn của Ngài, và bước đi trong đường lối của Chúa, để rồi đến cuối cùng những điều tốt lành đó sẽ xảy ra trong đời sống của mỗi chúng con. Xin Chúa Ngài ban cho chúng con sự bền bỉ trong đức tin, và cho chúng con cũng luôn luôn mời gọi nhiều người để bước vào trong con đường đức tin và trong sự dẫn dắt của Ngài. Con cảm ơn Cha, con xin Cha ở cùng tất cả chúng con, và ban phước trên mỗi chúng con, ban phước trên các tôi tớ của Chúa, các anh chị em chúng con, những người đương học với Chúa, đương theo Chúa, trải qua những khó khăn, những thử thách, xin cho họ bền lòng và nghĩ đến những điều tốt lành mà Chúa hứa, để họ bước đi trong sự hy vọng, trong đức tin, và nguyện Chúa ở cùng, nguyện Chúa ban ơn, để đến cuối cùng tất cả chúng con đều ra mắt Chúa, và chúng con sẽ hưởng được tất cả mọi phước hạnh của Ngài, hưởng được mọi điều tốt lành mà Ngài đã hứa với chúng con. Con cảm ơn Cha. Tại Chúa về lời của Chúa hôm nay, chúng con xin hiệp chung và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.